Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người mắc bệnh phong ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi.